Với cái số điểm cao của cháu như thế thì cháu đã có cái kế hoạch là nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nào chưa? Cháu đã đăng ký xong nguyện vọng và Đăng ký xong nguyện vọng rồi á? bộ đã chốt nguyện vọng vào ngày 30 tháng 7 ạ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt nguyện vọng của cháu rồi á? Dạ. À, Dạ. thế là với cái năng lực học của cháu là địa lý là 10 điểm này. Năng lực học thi tốt nghiệp vừa rồi địa lý là 10 này. Rồi lịch sử là 9,75 này. Văn là 9,25. Thì cháu đã nộp hồ sơ nguyện vọng thứ nhất là vào trường nào? Vào trường. Hello, xin chào cả nhà nha, quý vị thân mến. Hôm nay Khánh chia sẻ với quý vị là có một video đặc biệt mà Khánh muốn chia sẻ với toàn thể quý vị luôn. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với Khánh là có cô gái làng chài Hoàng Như Phường. Đấy, bạn gái lâu năm của Khánh ở đây. Xin chào mọi người tí đi em. Xin chào. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là chia sẻ với em Hoàng Như Phường ấy là có một chàng trai rất trẻ, rất tài năng. Đấy, đến văn phòng của mình. Đấy, và anh muốn bật mí cho em biết. Và đồng thời thì hôm nay anh cũng có quà để tặng cho em đây. Ngày mùng qua hè. Ừ, đấy, hôm nay ta đi vào trong kia ta trò chuyện với chàng trai quạt mo một chút cả nhà nhé. Hôm nay thì bạn Trần Tuấn Vũ là một chàng trai mà học cực kỳ giỏi luôn. Nhưng mà có một cái điều đáng chia sẻ ở đây đó là bạn lại trong một cái hoàn cảnh là cũng 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 hơi vất vả. Mẹ thì xưa kia mẹ của Tuấn Vũ thì cũng trong một hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Đấy, rồi là cũng đau ốm triền miên đi, mãi cho đến là 45 tuổi. Đấy, vẫn chưa lấy ai hoặc chưa ai lấy thì hồi xưa cũng là Khánh cũng không rõ lắm, nhưng mà cuối cùng thì vì là cuộc sống cô đơn thì mẹ của Tuấn Vũ cũng muốn có một người con, cũng muốn làm thiên chức làm mẹ, cho nên đã sinh ra Tuấn Vũ. Và cái điều đặc biệt của người phụ nữ này đó là khi mà dì, tức là cô sinh ra được Tuấn Vũ là một cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Khi mà Tuấn Vũ ngày càng lớn lên, ngày càng trưởng thành thì cháu lại học cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cũng chia sẻ với quý vị là Tuấn Vũ là một trong hai bạn học sinh có kết quả thi cao nhất của huyện Vũ Quang, một cái huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh. Và vừa rồi thì quý vị chúng ta đã gặp rồi với một cái tên rất là dễ thương đó là chàng trai quạt mo. Vì sao? Bởi vì trong nhà của bạn Tuấn Vũ là có đến là ba bốn cái quạt mo luôn trong cái phòng ngủ của Tuấn Vũ đấy. Thì hôm nay Khánh có chia sẻ với quý vị rằng là Tuấn Vũ có đi xe buýt, có bắt xe buýt để đi ra chỗ văn phòng của Khánh. Rồi một chút nữa thì Khánh sẽ chở Tuấn Vũ đi loanh quanh vòng thành phố Vinh và lên Đại học Vinh tham quan một tí, bởi vì là Tuấn Vũ cũng đang đắn đo trăn trở, bởi vì thực sự là bây giờ là cũng rất là mong muốn được đi học, nhưng mà hiện tại thì cái nguồn kinh phí thì cũng không biết lấy từ đâu ra. Cái tuổi cháu thì cũng đang rất là trẻ cho nên là không biết là làm thế nào để có tiền cả. Thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh vào trò chuyện với cháu Tuấn Vũ một chút cả nhà nha, để xem là cái ước mơ, cái nguyện vọng của cháu Tuấn Vũ khi mà có một cái điểm thi rất là cao như vậy thì cháu sẽ quyết định học ở trường nào, và liệu rằng nếu mà dạ sự được đầu vào trường đó thì có cơ hội để được có kinh phí để đến trường hay không cả nhà nhé. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi đi. Đấy. Hôm nay là camera với Khánh là vừa đi đón cháu Tuấn Vũ xong, nhưng mà có cái quà này để ngoài xe cho nên là thành ra phải đi ra ngoài xe để lấy vào đó. Lấy vào thì bây giờ là để tặng cho cô gái làng chài này một chút này. Hello, xin chào các cháu nhé. Em vô vô bên kia ngồi đi. Đấy, chào Tuấn Vũ nhé. Đấy, ok, chào hai bạn gái của Tuấn Vũ nhé. Chào 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 cháu nha. Ok, đấy. Hai bạn học chứ không phải hai bạn gái, Hả? nói nhầm. Thì hai đây là hai bạn gái chứ hai bạn gì Thì nữa? hai bạn con gái như bạn học, bạn gái đôi khi đây nhiều người là hiểu nhầm, tại Nhiều là người có là người hỏi. yêu sớm. À thế hả? Đây là Tuấn Vũ này. Tuấn Vũ gửi lời chào đến các cô chú, các bác đang theo dõi chương trình cùng với chú Khánh đi. Con xin gửi lời đến các cô chú, anh chị và các khán giả đang theo dõi bên kênh YouTube của chú Hai Huy Khánh ạ. Chúc các cô chú có thật nhiều là sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Ok, đó, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và trò chuyện cùng với Khánh và Tuấn Vũ nhé. Cháu nói chuyện giống như một biên tập viên rồi đấy. rất là tự tin, học sinh học lớp 12. Khánh cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ rồi. Em mới bật cái quạt số nhỏ nhỏ cũng được nhưng mà cho nó mát mát. Khánh cũng gặp Em qua đây. nhiều bạn trẻ ở trong cái độ tuổi lớp 12 rồi. Em Nhưng qua đây. mà ít Có khi mà các có bạn một gái.
một 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 bạn nào mà nói chuyện rất là dễ thương như Tuấn Vũ quý vị ạ. Đấy, ở cái video trước thì chúng ta đã gặp cháu Tuấn Vũ rồi. Và chú Khánh có chia sẻ trên trên kênh đấy, đó là chàng trai quạt mo. Đấy, khi mà nghe như thế thì Tuấn Vũ có thấy là đúng là mình là chàng trai quạt mo. Cháu thấy là phù hợp với cháu không? Cái biệt danh này khá là hay và thú vị. À, khá là hay và thú vị. Chú màn phép nhé, chú cũng chưa xin ý kiến của cháu, nhưng mà chú thấy rằng là cháu nếu mà giả sử mà trong những cái chương trình trước đây của Khánh ấy, thì Khánh thường cứ hay chia sẻ, hay đặt những cái tiêu đề nó kiểu lâm ly bi đát. Nhưng mà đối với Tuấn Vũ thì mặc dù trong một hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng mà Khánh nhìn thấy Tuấn Vũ có những cái nét rất là đặc biệt. Và không biết là phải dùng cái từ gì để đặt một cái tiêu đề trong cái video để quay với Tuấn Vũ. Cho nên là nhìn thấy là Tuấn Vũ này ngoài học rất giỏi này, nhưng mà đặc biệt là trong cái chỗ phòng ngủ của Tuấn Vũ, chỗ nhà của Tuấn Vũ là rất là nhiều quạt mo luôn. Và Tuấn Vũ có nói rằng là cháu rất là thích sưu tầm hay là thích làm những cái quạt mo này để quạt. Cho nên là đặt cái tiêu đề cho cái video của Tuấn Vũ là chàng trai quạt mo luôn. Yeah. Ừ. Nhưng mà ngày xưa chúng ta đi học thì lại có câu là có hình như có bài thơ là có gì đó là có câu là thằng bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bờm rằng bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi là ba trâu chín bò. À, là sao có bài không nhỉ? thế thì cháu có bao giờ cháu nghĩ rằng là mình là thằng bờm không? Không nghĩ đúng không? Có nhiều người bình luận trên video là thằng bờm có cái quạt mo, chia sẻ với cả nhà là đây là Tuấn Vũ là học sinh là siêu giỏi chứ không phải là thằng bờm đâu nha. Ok, thế thì hôm nay là Tuấn Vũ ba xe ra đây là chú Khánh cũng rất là vui. Để biết được cái chỗ ở, chỗ làm việc của chú Khánh. Và lần trước thì chú Khánh có nói rằng là nếu mà Tuấn Vũ mà dạ sự lựa chọn trường Đại học Vinh ấy để học đấy, thì có thể là chú Khánh cùng với các nhà hảo tâm, đặc biệt là chú Khánh có thể đồng hành với Tuấn Vũ được lâu và được dài hơn. Bởi vì là nhà của chú Khánh thì cũng gần với thành phố Vinh, gần chỗ trường Đại học Vinh, cho nên là và cái công việc của chú, ví dụ ở đây là cái chỗ làm việc của chú thì cũng gần đây, và có thể là về mặt tài chính thì chú chưa nói, nhưng mà về mặt công việc thì chú có thể là tạo cái công ăn việc làm cho Tuấn Vũ trong suốt cái thời gian đi học được. Đó, nhưng mà đó là cái ý tưởng thôi, chứ còn tất cả thì nó đều phụ thuộc vào quyết định của Tuấn Vũ. Cháu hãy lựa chọn cho mình một cái môi trường nào đó cho nó phù hợp với cái niềm đam mê, cái ước mơ của mình nhé. Trước tiên thì chúng ta rót trà uống, là vừa uống vừa nói chuyện. Và đặc biệt nữa, hôm nay là chú Khánh có cái túi này đấy, ta sẽ khui ra để chúng ta sẽ cùng chiến đấu mà. Mấy bàn là đã ăn sáng chưa? Cũng có ăn nhẹ nhẹ. Ăn nhẹ nhẹ rồi hả? Thế thì bây giờ tiếp tục mời ăn sáng với chú Khánh nhá. Đấy, mời quý vị chúng ta cùng mở này. Hôm nay cái món quà này là Khánh mua để tặng cho cô gái làng chài Hoàng Như Phường, vợ của Khánh cả nhà. Đây, Hoàng Như Phường, mở cái cho rực rỡ đi. Hoàng Như Phường, mở ra mời chiêu đãi các cháu đi. Hôm nay là các cháu đến là cũng hơi bất ngờ đấy. Quà to quá. Ôi, quà to quá. Ôi giời ơi. Mời cả nhà ăn sẵn. Sẵn ha. Đấy. Hôm qua mới tăng sẵn tiếp, hôm nay mới khen cái là hôm nay tăng sẵn tiếp hè. À đúng. Rồi hôm nay mà khen là mai tăng một bao to hơn. À. Đến khi nào mà ngồi thực thôi. À. Khánh rất là thích ăn sẵn cả nhà. Hôm qua đây là cũng mua tặng, mua gọi là có đứa em, người em làm ở trong chỗ văn phòng cùng với nhau là mua mấy củ sẵn lên ăn mà ngon quá. Đấy, ăn mà đến cuối cùng là các bạn ăn đấy, cái sẵn này này. Các bạn ăn ở trong văn phòng ăn là có mấy cái chỗ là cùi cùi kiểu cứng cứng đằng sau cuối cùng đấy. Là các bạn không biết là có cắm hay là bẻ tay thì không biết, nhưng Khánh về còn sót, thấy sót lại là vẫn chiến đấu luôn. À, ngon quá. Đấy. Mai mời các bạn sắn này. Sắn này rất ngon, sắn này đặc sản quê của chú ấy. Đấy. Đặc sản sắn Nghi Xuân đấy. Ăn đi cháu. Hai bạn đây là bạn gái của Tuấn Vũ à? Dạ bạn. Bạn học á? À. Cho chú mượn đây Minh không? Bạn học của Tuấn Vũ hả? À. Các cháu có ai là có bạn nào học điểm cao cao giống như Tuấn Vũ không? Dạ, hai bạn ấy cùng học các cùng điểm cùng điều cao, điểm cũng khá cao ạ. À, đúng là ngày xưa ông bà có câu là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Ngày nay thì một số thanh niên được cãi lại là gần mực thì bia, nhưng mà
công nhận là ông bà ngày xưa giày vẫn hay đấy, bạn bè chơi với nhau là đều học giỏi cả. Chú thấy bà này thấy quen quen hả? À? Cháu tên là gì? Dạ, Như Quỳnh à? Ôi chà, tên tên như ca sĩ luôn, ca sĩ Như Quỳnh luôn. Cháu này thì học giỏi môn gì? Như Văn Bình Điền. Văn Bửu Điền à? Thế là cũng 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 giống như Tuấn Vũ luôn đúng không? Thế còn cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Mai Hiên. Mai Hiên á? Dạ. À, cháu thì học giỏi môn gì? Cháu cũng như hai bạn. Cũng như hai bạn luôn à? Ôi Cùng dồi khối. ôi, hả? Cùng khối C luôn. Thế toàn toàn là học sinh xuất sắc ở đây cả ha. Xinh thế, cháu toàn nhiều bạn học giỏi thế. Đấy. Khánh ngày xưa mấy người bạn của Khánh là cũng cũng học rất giỏi, mà trong lúc đó thì Khánh là kém nhất. Đấy. Nếu mà nói là ngày xưa mà nói là cái số điểm mà cứ 9-10 đấy, thì có lẽ là một cái ước mơ nó quá xa vời vời đối với Khánh luôn, bởi vì cứ toàn 4 năm thôi. Đấy, học sinh trung bình thôi, hoặc là trung bình hoặc là yếu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy các bạn học như này ngưỡng mộ quá. Thế tình hình như thế nào rồi Tuấn Vũ? Tình hình là bây giờ là với cái nguyện vọng với cái số điểm cao của cháu như thế thì cháu đã có cái kế hoạch là nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nào chưa? Cháu đã đăng ký xong nguyện vọng và Đăng ký xong nguyện vọng rồi á? bộ đã chốt nguyện vọng vào ngày 30 tháng 7 ạ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt nguyện vọng của cháu rồi hả? Dạ. À, Dạ. thế là với cái năng lực học của cháu là địa lý là 10 điểm này, năng lực học thi 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 tốt nghiệp vừa rồi địa lý là 10 này, rồi lịch sử là 9,75 này, văn là 9,25, thì cháu đã nộp hồ sơ nguyện vọng thứ nhất là vào trường nào? Vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành báo chí ạ. Ngành báo chí à? Ngành báo chí có vẻ hợp với năng lực của cháu đấy, cái khả năng học của cháu đấy hả? Đó là nguyện vọng thứ nhất. Nguyện vọng thứ hai là cháu học cái gì? Nguyên vọng thứ hai thì cháu đặt ngành ngữ. À, ngoại ngữ à, tức là đại học ngoại ngữ cũng Hà Nội luôn, Một cái ở Hà Nội, một cái ở Huế. một cái ở Hà Nội một cái ở Huế. Rất là nhiều cô chú mà khi theo dõi chương trình của chú Khánh đấy thì rất là yêu mến Tuấn Vũ. Bởi vì nhìn thấy một cái hoàn cảnh gia đình là rất là vất vả đó, một mình mẹ nuôi cháu và mẹ thì lại hay ốm đau nữa đấy, làm nông rất là vất vả, không phải là lúc nào cũng đủ để mà trang trải trong cuộc sống. Thế nhưng mà cháu lại học rất là giỏi như vậy, thực sự mọi người rất là ngưỡng mộ đấy. Cái quý là một phần rồi nhưng mà cực kỳ ngưỡng mộ, và ngưỡng mộ hơn nữa khi mà trò chuyện với chú Khánh thì thấy Tuấn Vũ là một 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 chàng trai rất là lễ phép, nói chuyện rất là dễ thương, mọi người rất là mến cháu đấy. Và trong những ngày vừa qua thì chú Khánh cũng báo với Tuấn Vũ một tin rất là vui, đó là cũng có khá nhiều là cô chú ở khắp mọi miền có gửi những cái tấm lòng về thông qua chương trình của chú Khánh để giúp cho cháu đó, để cháu có cơ hội có tiền để đến trường. Nhưng mà có rất là nhiều cô chú ở đây có hỏi rằng là tại sao Tuấn Vũ lại không có nộp hồ sơ vào những cái trường như là công an này đấy, hay đại học quân sự, hay là học viện an ninh này, hay là đại học sư phạm ấy, để mình không phải mất cái tiền học phí để đỡ cho cái gánh nặng gia đình cho mẹ. Với câu hỏi này thì cháu cũng xin chia sẻ là đối với công an và bộ đội thì phải yêu cầu khám sức khỏe trước. À, Mà chiêu cáo của cháu thì không có đủ chỉ tiêu, với cháu có bị một cái tật ở tai bẩm chiều sinh. cao của cháu là được bao nhiêu? Chỉ 1m63 thôi. Ủa thế cháu được có 1m63 thôi à? Cháu nhìn có vẻ cao hơn chú mà. Hả? 1m63. Ủa, mình nhìn thấp thấp thế này mà đứng vẫn cao hơn Tuấn Vũ à? Cháu có lại nhầm chứ, làm sao mà cao 1m63 được, đứng dậy chú xem cái nào. Hơn chứ. Mọi người chúng ta thấy ai cao hơn chú, có vẻ chú ai cao hơn? Ủa anh cao cao hơn à? Ủa thế sao mà nhìn cháu có vẻ nhìn nhìn đẹp trai hơn, nhìn có vẻ phong độ hơn chú mà lại thấp hơn này.
Ồ, được có 1m63 thôi à? Dạ, nên là không đủ yêu cầu. Mà đối với đại học quân sự hay là học viện an ninh thì người ta lấy là chiều cao tối thiểu là bao nhiêu? 1m65 đổ lên. À, thế ngày xưa mà mình mà học giỏi thì có cơ hội làm công an rồi. Nhưng mà tiếc quá đúng không? Thế còn ngoài ra là chiều cao mình không đủ này. Thứ hai nữa là lúc nãy cháu nói là có cái tật gì? À, tay bị hẹp vành tay rồi. À, bị hẹp vành tay, chú xem tí nữa. À, cái chỗ này á. Cái này là từ nhỏ. Dạ, bẩm sinh. À, bẩm sinh. Nhưng mà cháu vẫn nghe bình thường chứ? Dạ không. Hả? Dạ không nghe được. Ô, tai bên nó không nghe được à? Dạ, ý là bịt tai thì sẽ nghe nhỏ, rất nhỏ. Nếu mà bây giờ cháu bịt cái tai này lại là cái tai phải của cháu là nghe yếu hơn á? À, là do bị nó hẹp với vành tai á. Dạ. Thế thì chắc là nó cũng ảnh hưởng một phần nào ở phía trong nữa thôi đúng không? Dạ. Chứ còn nếu mà giả sử mà chắc một 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 mình cái vành tai phía ngoài này thì có Khánh nghĩ là nó không có ảnh hưởng lắm, bởi vì là Khánh đang thử thử ôm ôm cái vành tai của Khánh để nó khép lại cái tiết diền tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nhưng mà Khánh thấy vẫn nghe bình thường. Nhưng mà Tuấn Vũ là nghe yếu hơn á. Dạ. À, đấy thì đó cũng là cái lý do mà vì sao là cháu lại không lựa chọn cái ngành như là học viện an ninh hay là đại học quân sự đúng không? Dạ. À, nhưng mà hình như là cái đó thì phải là khối A đúng không? Dạ, à, về công an thì khối A, còn Lấy anh điện thoại luôn anh. bộ đội thì khối C như cháu, nhưng mà lại chẳng đủ chỉ tiêu sức khỏe nên là không không được. Bộ đội thì tức là đại học quân sự thì vẫn được Dạ, à, bên quân sư thì vẫn sẽ không không. à? À, nhưng mà vì là cái chiều cao cân nặng của mình nó không đạt, không không đủ. Dạ. Cho nên là mặc dù là biết rằng là vào đó thì mình có thể là được miễn học phí đúng không? Đấy, và cũng là một cái ngành nghề mà rất rất là đặc biệt, nhưng mà không có thực hiện được đúng không? Dạ. Không có nộp hồ sơ được. Thế thì ngoài ra thì đại học sư phạm. À, là đại học sư phạm thì cháu cũng kiểu cũng có thích, nhưng mà ý là cháu sẽ đặt ở dưới nguyên vọng so với, nếu mà để lẫn đặt đến bàn cân so sánh giữa sư phạm và các nguyên vọng khác thì cháu sẽ thích học các cái ngành khác hơn. À, Dạ. ok. Cho Rồi. nên đó là cái lý do mặc dù mình biết rằng là cái chuyên ngành sư phạm nó cũng 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 có thể là giảm bớt được cái gánh nặng về tài chính trong cái quá trình mình học tập, nhưng mà mình vẫn lựa chọn báo chí và đại học khoa học xã hội và nhân văn đúng không? À, đại học khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành báo chí đúng không? Và ngoại ngữ đúng không? Ngoại ngữ thì nếu giả sử mà không đầu báo chí mà đầu ngoại ngữ thì cháu sẽ lựa chọn là ngôn ngữ gì? À, cháu lựa chọn ngôn ngữ Hàn. Ngôn ngữ Hàn à? Ngôn ngữ Hàn à? Thế sao cháu không lựa chọn là ngôn ngữ là Anh hoặc là Trung đấy? Bởi vì chú thấy là bây giờ là cái ngôn ngữ Anh thì là khắp thế giới rồi, mà ngôn ngữ Trung thì cũng là một cái ngôn ngữ mà chúng ta cũng có thể đi khắp thế giới đấy. Đặc biệt là với một đất nước ở sát Việt Nam mình là một cường quốc rất là lớn mạnh, thì cái cơ hội mà mình có thể là tiếp cận cũng rất là cao, mà tại sao cháu không lựa chọn mà lại lựa chọn ngôn ngữ Hàn? À, ra tại vì cháu ngôn ngữ Anh thì nó ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung thì nó cạnh tranh khá cao, bởi vì nó là cái ngôn ngữ mà được thế giới dùng khá là nhiều, và cháu nhìn thấy ở ngôn ngữ Hàn ở tương lai nó khá nhiều triển vọng, bởi vì là Hàn Quốc kiểu nó đang dần phát triển mạnh, cho nên là học ngôn ngữ Hàn có cháu nghĩ là có sẽ ít giảm cái độ cạnh tranh hơn, nhưng mà cái tương lai cùng nó sẽ cũng không thua kém gì hai ngôn ngữ khác. À, Dạ, cho nên tức là cháu cháu cũng đã có những cái sự tìm hiểu rất là dạ kỹ trước đó rồi đúng dạ không? Ok. À, thế thì chú chúc cho Tuấn Vũ dạ sẽ đạt được cái ước mơ, cái nguyện vọng của mình. Cái điều đầu tiên đó là cái mong muốn của mình đó là được lựa chọn vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội đúng không? Đại học Quốc Dạ. gia Hà Nội đúng không? Đó, chuyên ngành báo chí. Dạ. Đó. Thế còn nếu giả sử mà hai cái một là báo chí, hai là ngoại ngữ mà không đầu thì cuối cùng thì mình sẽ chọn cái nào? Có nguyện vọng ba không? Ai à, có. À, nguyện vọng ba là gì? Dạ, vẫn là báo chí nhưng mà ở một trường khác ở Hà Nội. À, cũng là báo chí nhưng một trường khác Hà Nội, là trường nào? À, trường Đại học Văn hóa. Trường Đại học Văn hóa. À,
có nghĩa là vẫn là báo chí, vẫn là ngoại ngữ. Đấy, cái mà nguyện vọng cuối cùng của Tuấn Vũ là ngoại ngoại ngữ thôi. Chứ còn nữa là Tuấn Vũ vẫn thích là báo chí, đúng không? Và lựa chọn là môi trường học là Hà Nội. Ok, tốt quá rồi. Đó. Nhưng mà với cái điểm số của cháu thì cháu có tự tin rằng là mình sẽ đầu trường Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành báo chí không? Cháu nghĩ là tầm 60-40 thôi ạ. 60-40 thôi à? Tại vì là điểm thì cũng ổn, nhưng mà điểm trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy cũng không thấp mà nó khá cao. Năm 20 năm trước là lấy 28,5, nhưng mà năm trước nửa năm 2022 lên lấy tới 29,9. Úi dồi ôi. Lấy 29,9 điểm. Khủng khiếp thế luôn à? Ôi chà. Thế thì nếu mà năm nay mà lấy 29, hơn 29 là Tuấn Vũ không thể đầu được đúng không? Mà nếu lấy 29 thì ok. 29 là vừa đẹp luôn. Đúng rồi, 29 là vừa đẹp đúng không? Vừa vừa dạ vừa 29 là vừa khít luôn. Bởi vì 10 với là 9,75, 9,25 đúng là vừa tròn 29 luôn đúng không? Ok. Thế thì cũng 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 hồi hộp đấy hả? Đấy, cũng không phải là 100% được mà đang hồi hộp đấy. Thôi các cháu uống nước đi. Uống nước ăn sắn đi rồi chú cháu mình ra cùng trò chuyện. Đấy, ăn sắn đi Tuấn Vũ. Các bạn ăn sắn đi, ôi sắn ngon lắm. Ăn đi Như Quỳnh. Đấy, Hoàng Như Phường ăn đi em. Đó. Thế còn Như Quỳnh với là Mai Hiên thì đăng ký trường nào? Trường Ngôn ngữ Huế à? Mai Hiên là trường Ngôn ngữ Huế. Cùng Cũng tiếng tiếng Hàn luôn Hàn. à? À. Các bạn ăn hết. Ồ. Thế tới đây mỗi đứa đi một nơi thì buồn hả? Tới đây một đứa đi một nơi à? Có ai là người yêu Tuấn Vũ hỏi nhỏ à, không. Chia sẻ với Tuấn Vũ là nếu như thế đấy thì chúng ta sẽ không không đi ngắm Đại học Vinh nữa. Vì sao? Bởi vì là Khánh cũng có quen một số nhà hảo tâm đấy, và các cô chú cũng đang có chia sẻ là nếu giả sử mà Tuấn Vũ mà học ở đâu đó chỗ Đại học Vinh ấy, nếu giả sử đấy thì các cô chú cũng có thể là tạo điều kiện cho Tuấn Vũ được nhiều nhiều về chi phí học tập, cũng như là nếu giả sử Tuấn Vũ có thời gian và muốn tìm một cái công việc để làm thêm đấy thì cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội. Tuy nhiên thì ở Hà Nội thì cái cơ hội việc làm nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Đấy, và với một cái môi trường đào tạo ở Hà Nội thì rất là năng động, không chỉ là môi trường cuộc sống ở ngoài đó mà sinh viên ở ngoài đó cũng thế. Đấy, cũng cũng sẽ còn có nhiều cái sự năng động hơn so với một số cái tỉnh nhỏ. Đấy, cho nên đó cũng là một cái môi trường để cháu có thể là tôi luyện. Đấy, để cọ sát và để mình trưởng thành hơn. Đó. Đấy thì chú chúc cho cháu là sẽ đạt được cái ước mơ của mình nhé. Thế còn ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với Tuấn Vũ là có nhiều cô chú anh chị cũng rất là mến cháu. Đấy, không biết là cháu có vào trong cái trang trong trong cái Facebook của chú không? À, trong trong cái kênh YouTube của chú để đọc những cái bình luận mà mọi người chúng ta nói về cháu không? Có dạ Có đúng không? Đấy, rất là nhiều cái bình luận viết về nói về Tuấn Vũ rất là nhiều quý vị đấy. Các cô chú đều rất là mến cháu này. Có người còn nói là chị ủng hộ một chiều nhé em Khánh này. Đấy chưa? Đấy chưa? Là ủng hộ cho cháu đấy. Đấy thì còn có người thì là cháu Khánh cố gắng giúp Vũ được đi học này, cháu Vũ quá đi học cháu này, Vũ qua cách nói chuyện ăn nói rất ngoan, lễ phép, rất thông minh các kiểu, có nghĩa là mọi người rất là yêu mến cháu, được chưa? Và trong số các nhà hảo tâm có gửi tiền về cho Khánh thì các cô chú cũng nói với Khánh rằng là tạm thời thì cứ giữ tiền lại đây một chút đã,
Để ít hôm chờ Tuấn Vũ đầu một cái trường nào đó đấy. Thì lúc bấy giờ thì Khánh sẽ mang cái tấm lòng của quý vị trực tiếp lên tầng nhà của Tuấn Vũ. Đấy, sẽ trao cho Tuấn Vũ, lập cho Tuấn Vũ một cái tài khoản ngân hàng. Đấy, và trao cho Tuấn Vũ toàn bộ cái số tiền mà quý vị chúng ta gửi về để giúp cho Tuấn Vũ có tiền ăn học. Đấy, và đó cũng như là một cái món quà, và hôm đó chúng ta có thể tổ chức một cái đại tiệc. Đấy, đúng không? Chúng ta sẽ liên hoan tưng bừng vào. Đấy, để cho Tuấn Vũ đến trường đại học để nhập học hả? Đấy. Và với những cái tình cảm mà các cô chú dành cho Tuấn Vũ đấy, thì chú cũng mong là cháu sẽ trân trọng những cái tình cảm đó, và bằng những cái sự nỗ lực không ngừng học tập nhé, và đạt được cái kết quả cao nhất trong cái quá trình mà mình đang ở trên chặng đường. Đấy, tuy nhiên thì trong cuộc sống thì cháu cũng phải hình dung một điều là học là phải đi đôi với hành. Đấy, có rất là nhiều người học giỏi nhưng sau này đi ra làm việc là cái hạn chế lắm. Đấy, thì cháu cũng phải cố gắng là mình cũng phải, ngoài kiến thức chuyên môn ở trên nhà trường đấy, đấy thì mình cũng cần phải học những kiến thức về 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 cuộc sống, về giao tiếp, để làm sao mình càng ngày càng bản lĩnh hơn, đấy, càng tự tin hơn, không chỉ là kiến thức trong học tập mà còn kiến thức trong cuộc sống nữa nhé. Ok, đấy thì có một vài nhà hảo tâm có điển hình có gửi tiền về cho chú Khánh để giúp đỡ cho Tuấn Vũ ở đây, thì chú cũng đọc vài tên để cho Tuấn Vũ cũng biết được để cho vui, rồi chút nữa rồi về cũng báo với mẹ nhé. Đấy, rồi trên cái tinh thần là cứ sẵn sàng để lên đường, để học tập nhé. Cháu thì là có máy tính laptop chứ hả? Chưa ạ. Chưa hả? Thế hiện tại thì có được cái gì? Điện thoại. À, có điện thoại. Với là ba cái quạt mo. Nếu mà ra rồi đầu trường đại học, ra rồi đi học thì có mang quạt mo đi theo không? Chắc có lẽ nếu mà mang thì mang một cái nhỏ nhỏ kiểu cho đôi khi nửa qua thế con sẽ không mang. Sẽ không mang, cháu cứ mang đi, cứ bỏ trong vali luôn, để mình khẳng định mình cho một cái thương hiệu là chàng trai quạt mo luôn đi, đúng không? Sau này biết đâu cháu khi mà trưởng thành lên, cháu học giỏi rồi, cháu ra trường, cháu ngoài đó cháu học mà cháu xuất sắc thì mọi người vẫn cứ nghĩ cháu về một chàng trai quạt mo thì sao, nó cũng hay đấy, đúng không? Mặc dù có thể ra ngoài Hà Nội thì các cái phòng trọ có thể là có điều hòa, là có quạt điện, nhưng mà mình vẫn cứ lâu lâu mình phất phất cái quạt mo cũng hay. Giống như là Gia Cát Lường ngày xưa cứ một cái quạt lông lông này, cứ quạt quạt phất phất này. Đấy. Ok. Có chú này này, có chú này là một nhà hảo tâm là có tên là Hoàng Thanh Cạnh. Chú này ở Buôn Mê Thuột. Bên Buôn Mê Thuột là tỉnh nào không? Ở dưới Tây Nguyên ở cháu không rõ Chết thật, thế học địa lý 10 điểm nó thế này, bây giờ không biết Buôn Mê Thuột là tỉnh nào thì chết thật. Ê thì dở hơi rồi. kiểu cháu ít khi Thành phố tìm Buôn Mê Thuột là thuộc tỉnh nào này? ít khi tìm hiểu kỹ được nên là À thế, thế thì địa lý thì học cái gì? học thiên về kiểu nghiên cứu là vùng này nó nổi trội về ví dụ học các cái địa lý ngành kinh tế hay là địa lý tự nhiên thì nguyên nhân tại sao nó xảy ra hiện tượng này hay là hậu quả hay là nêu ra giải pháp kiểu học kiểu ấy. Thế thì ví dụ như bây giờ Hà Tĩnh mình đi, thì cháu có thể là nói về một vài cái thông tin về địa lý Hà Tĩnh, về địa lý tự nhiên và địa lý lịch sử nào. Về địa lý tự À, địa, nhiên địa lý tự nhiên và kinh tế gì đó lúc nãy cháu mới nói nào. về Hà Tĩnh thì nó thuộc ở khu vực Bắc Trung Bộ thì là về tự nhiên thì khu vực Bắc Trung Bộ là khu vực mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai nước ta tại nó ảnh hưởng khá là nhiều gió và điển hình là gió phơn bởi vì gió gió từ Gió Bắc phơn được gọi là gió gì? gió phơn thì nó là gió từ Bắc Ấn Độ Dương nó biến tính nó trở thành gió phơn và nó qua cái dải Trường Sơn thì nó vào Bắc Trung Bộ nó sẽ gây ra hiệu ứng phơn khô nóng cho Bắc Trung Bộ ta cho nên là mùa mưa của Bắc Trung Bộ ta nó đến chậm hơn và cởi cả nước là tại vì hiệu ứng phơn nó hơi sâu quá nên là thời tiết ở đây thì khắc nghiệt là kiểu do vậy
Đó là về cái địa lý tự nhiên, tức là cháu nói là hơi khắc nghiệt, và đặc biệt nữa là hay hay chịu ảnh hưởng của thiên tai đúng không? Thì chúng cứ tưởng là đó là do sơn tinh, do thủy tinh nó lao lên nó đánh sơn tinh cho nên dây gây ra mưa 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 gió. Không phải à? Mà đó là do cái ảnh hưởng của địa lý của khu vực mình là nó như thế, chứ không phải là do cái ông thủy tinh ông lên ông đánh ha. À, đùa tí thôi. Thế còn về địa lý kinh tế thì thế nào? Vùng này cũng là vùng đang phát triển. Thì ở đây thì khoáng sản thì nó không được giàu có như là trung du miền núi Bắc Bộ, nhưng mà cũng có khá khá. Và ở đây thì tập trung gọi là như các cái thành phố Vinh, thành phố kiểu ở Huế đô thị khá kiểu là khá là đang dần trở thành các cái đô thị khá là phát triển. Kiểu vậy. Kiểu vậy á. Là học theo kiểu là địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế thôi, chứ còn nếu mà hỏi là Buôn Ma Thuột là thành phố của tỉnh nào là vẫn chưa biết. Ý là cháu không 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 tìm hiểu thế À, là thế là vẫn chưa biết là thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh nào. Thì chia sẻ với cháu là thành phố Buôn Ma Thuột đấy là của tỉnh Đắk Lắk. Là một tỉnh là trong, Tây Nguyên. đúng rồi, trong mấy tỉnh Tây Nguyên đó. Thì có chú là Hoàng Thanh Cảnh có gửi về cho cháu, giúp cho cháu một cái khoản tiền này, bao nhiêu tiền biết không? 2 triệu. 2 triệu. Nhiều. Nhiều hay rất nhiều? Nhiều hả? À, cháu muốn gửi lời gì cảm ơn đến chú Thanh Cảnh. Con muốn gửi lời cảm ơn đến chú Hoàng Thanh Cảnh đã có tấm lòng gửi đến con, giúp con một phần nào đó thêm cái động lực và thêm về mặt kinh tế để tiếp tục con đường học hành ạ. Con cảm ơn chú rất nhiều. Ok, cảm ơn anh Cảnh rất là nhiều nhé. Đấy, còn rất là nhiều cô chú khác nữa đã gửi tiền về để giúp cho Tuấn Vũ. Thì chú Khánh đưa ra một vài ví dụ ở đây một tí nhé. Còn cụ thể chi tiết thì cũng giống như là các quý vị chúng ta có nhắn với Khánh là sẽ để dành đến hôm mà Tuấn Vũ có cái kết quả là đỗ trường đại học nào đó. Thì chúng ta sẽ lên và bàn giao toàn bộ cái tấm lòng của quý vị, và cũng như là đó là một món quà đặc biệt trong cái buổi tiệc liên hoan Tuấn Vũ vào đại học cả nhà nhé. Đấy, thì hôm nay tiếp tục nữa là có một chị gái này này. Chị gái này là một cháu vậy gọi bằng cô đấy. Cô là cô Phạm Thị Loan ở Hải Phòng. Hải Phòng là tỉnh nào nhỉ? Ở phía trên gần Hà Nội. À đấy ạ. Ở vùng Đông Bằng Bắc Bộ. À đấy. Chắc chưa? À chắc à. Cô Phạm Thị Loan ở Hải Phòng đấy, cô có gửi về một cái khoản tiền nhiều lắm giúp cho Tuấn Vũ. Vui không? Vui. Mấy tiền? 3 triệu. Được, nhiều hả? Đấy. Cảm ơn cô Loan rực rỡ. Con cảm ơn cô Phạm Thị Loan đã có tấm lòng gửi đến con một số tiền và để giúp con có thể tiếp tục được con đường học hành phía trước. Con cảm ơn cô rất nhiều. Với những cái tình cảm mà các cô chú dành cho cháu như vậy, về mặt tinh thần này, về mặt tài chính, đây là chú Khánh chưa có công bố hết, nhưng mà cháu có cảm thấy rằng nó là một cái nguồn động lực vô cùng to lớn để cho cháu có thể là tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trên cái ước mơ của mình không, trên cái con đường để thực hiện ước mơ của mình không? Thấy thấy rằng là bây giờ mình cảm thấy rằng đã tự tin để bước vào trường đại học hơn chưa? Sau khi có được sự giúp đỡ của chú Khánh cũng như là sự động viên từ các cô chú mạnh thường quân khác thì đã ủng hộ. Trước tiên là về mặt tinh thần của cháu đã cảm thấy giúp con tự tin hơn rất nhiều. Rồi là về mặt tài chính đã cũng đã giúp con đỡ đần rất nhiều cho gia đình. Tiếp bước cho con có một cái động lực mạnh mẽ hơn để có thể cố gắng hơn nữa, phát huy cái khả năng của mình để tiếp tục con đường đại học. Ok, nói chung là tự tin hơn rất là nhiều rồi ha. Ok, chú Khánh cũng hy vọng rằng là với cái sự kết nối của mình có thể giúp cho cháu có thêm cái động lực về mặt tinh thần cũng như là về mặt vật chất để cháu có thể là thực hiện được ước mơ của mình nhé. Cố gắng lên Tuấn Vũ nhé.
Và trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, Khánh cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị là những người mà dành những cái sự yêu mến, những cái tình cảm và những cái sự giúp đỡ đối với cháu Tuấn Vũ trong những ngày vừa qua. Quý vị chúng ta cũng muốn lắng nghe những cái sự trò chuyện này, và đặc biệt là chúng ta cũng muốn biết được là cái ước mơ, cái nguyện vọng của Tuấn Vũ như thế nào khi mà có một cái điểm số như thế, để chúng ta cũng biết hơn về những cái quyết định của Tuấn Vũ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chờ đợi thôi cái kết quả từ phía nguyện vọng mà Tuấn Vũ nộp vào các cái trường đại học, xem rằng có đỗ hay không. Mặc dù với một cái điểm số rất là cao, với cái điểm số lên đến là 29 điểm, là top 2 bàn học sinh có điểm số cao nhất của một cái huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh, đó là huyện Vũ Quang. Đấy, và đây cũng là một cái con số, là một ước mơ của rất là nhiều học sinh, thậm chí là có những người, có những bạn trẻ là trong một những cái gia đình rất là điều kiện, rất là khá giả, bố mẹ là cho đi học thêm đúng trường này trường kia, đấy, học kèm thầy này thầy nọ, nhưng mà cuối cùng vẫn không có đạt được như một cái cầu học trò trong một hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn mà lại có điểm số cao như thế. Đấy, tuy nhiên thì một số trường mà Tuấn Vũ nộp hồ sơ thì cái chỉ tiêu cũng hơi cao, thì chúng ta cũng đang rất là hồi hộp, bản thân Khánh cũng thế và Tuấn Vũ cũng như vậy. Quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả của Tuấn Vũ ở cái video sắp tới khi mà có thông báo kết quả, quý vị nhé. Và lúc đó thì Khánh hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái đài tiệc tưng bừng để chúng ta chúc mừng cho Tuấn Vũ. Đấy, và quý vị chúng ta có những nhận xét, có những cái góp ý gì đó cho cháu Tuấn Vũ, cho cái chương trình của Khánh, quý vị chúng ta hãy để lại những bình luận trong video này cùng với Khánh cả nhà nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chú cháu ta tạm thời khép lại video và chúng ta sẽ chén hết cái bao sắn này hả? Tuấn Vũ hả? Ok hả? Ok, xin chào mọi người nhé. Bye bye.